Xin chào mọi người, hôm nay Linh với Sara muốn giới thiệu một cái sản phẩm mà rất là quan trọng. Và sản phẩm này là Linh với Sara đã mua từ ngày đầu tiên khi mà Duyên còn nằm bẹp trên giường và hai bé nằm kế bên. Linh đã lập đặt đi mua cái sản phẩm này. Sản phẩm này rất là quan trọng và cái này là cũng là một cái món quà đầu tiên mà Linh với Sara mua cho hai bé. Đó là Biogaia men vi sinh. Cái men vi sinh này nó rất là quan trọng, tại vì là nhất là cho những cái bé mà sinh mổ như là Mick and Jerry thì hai bé này đi đường thoát hiểm chứ không có đi đường cửa chính. Cho nên khi mà bé đi đường thoát hiểm thì nó lại bị thiếu rất là nhiều cái vi khuẩn và những cái chất mà một cái bé mà sinh mổ sinh bình thường được hấp thụ. Cho nên là người ta hay nói là những bé mà sinh sinh mổ hay yếu hơn, và cái đó đúng. Nhưng mà bây giờ có cái sản phẩm này, cái sản phẩm này nó có những cái vi khuẩn nó cũng nằm trong sữa mẹ bình thường, và nó bổ sung tất cả những cái vi khuẩn mà một bé sinh mổ nó bị thiếu. Cho nên bé sẽ phát triển bình thường và mình cho mỗi ngày, bé uống mỗi ngày bé sẽ coi như là cái miễn dịch nó rất mạnh, hệ tiêu hóa cũng tốt hơn nữa, hệ tiêu hóa cũng như là không bao giờ bị bón. Tại vì là những bé mà uống sữa công thức nhiều á, giống như là Mickey and Jerry từ 4 tháng là đã uống sữa công thức, tại vì là sữa mẹ thì cũng không đủ hai bé uống nhiều lắm thì nó cũng dễ bị bón nếu mà uống sữa công thức. Nhưng mà hai bé là không bao giờ bị bón và rất là khỏe mạnh, đúng không? Trộm vía là từ trước đến giờ khi mà Mickey Jerry đi tiêm phòng về này cũng không có bị sốt, và những cái lần sau thì không hề sốt và vẫn ăn ngủ bình thường, vẫn chơi rất là vui cả ngày luôn. Và cứ bú này cứ ngủ cũng rất là đều đặn, không ảnh hưởng đến gì đến hệ tiêu hóa, hay là chưa bao giờ thấy bị táo bón hay là bị tiêu chảy. Đúng rồi, mọi thứ rất là khỏe mạnh. Hai bé là đến bây giờ chưa bao giờ bị bệnh. Chuẩn bị. Và bây giờ Linh sẽ cho mọi người thấy cách sử dụng của sản phẩm này như thế nào nhé. Bình thường là bữa sáng sau khi mà hai bé ăn cháo xong, Linh cho bé uống Biogaia. Sau khi ăn xong là lắc cái chai Biogaia. Mình nhỏ khoảng 5 giọt trên một cái muỗng và cho bé uống một lần một ngày. Vì sản phẩm rất là an toàn cho nên nếu mà lỡ tay đưa nhiều hơn một tí cũng chả sao. Sản phẩm Biogaia mình có thể đưa cho bé bất kỳ lúc nào trong ngày, không cần nhất thiết sau khi ăn. Biogaia được bán ở nhiều nơi như là nhà thuốc Lâm Châu, Pharmacity, hệ thống mẹ và bé con cưng, Kids Plaza và Bibomart. Và không phải chỉ những em bé sinh mổ mới cần men vi sinh, mà những em bé sinh thường mình cũng có thể bổ sung được Biogaia. Và mong rằng những chia sẻ của anh Linh và Sara sẽ thấy hữu ích với mọi người. Và bây giờ thì xin chào.